Xin nghỉ chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài 14, đó là tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân. Hôm trước thì chúng ta đã đi xong được tính chất giao hoán và tính chất phép kết hợp của phép cộng rồi đúng không? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng xem thử là trong phép nhân tính chất giao hoán và kết hợp có gì thay đổi hay không nhé. Các em tính và so sánh giá trị của các biểu thức. Chúng ta tính giá trị biểu thức 3 nhân với 4 và tính giá trị của biểu thức 4 nhân với 3. Sau đó các em so sánh hai kết quả với nhau. Chúng ta có 3 nhân với 4 và 4 nhân với 3. Hai cái này cùng ra kết quả là bằng 12, đúng không nào? 4 nhân 3 bằng 12 mà 3 nhân 4 cũng bằng 12. Như vậy ở đây hai biểu thức này có kết quả bằng nhau, các em điền cho cô dấu bằng. Tiếp theo, chúng ta có 7 nhân 9 bằng 63 và 9 nhân 7 cũng bằng 63. Như vậy ở đây các em cũng điền cho cô là dấu bằng. Như vậy là tổng quát lên thì chúng ta có A nhân với B bằng B nhân với A. Tức là khi mà các em đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích nó sẽ không thay đổi. Đây. A đứng trước. Cái thừa số A đứng trước, B đứng sau. Bây giờ các em đổi chỗ, đưa B lên đứng trước, A về đứng sau. Như vậy khi chúng ta đổi chỗ như này thì tích không thay đổi. Và cái tính chất như thế này người ta gọi là tính chất gì? Giao hoán của phép nhân. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang cái tình huống tiếp theo ở đây. Ở đây thì các em quan sát này. Các em thấy trong mỗi cái rổ này thì có 5 cái bánh mì. Và ở đây có tất cả là 6 rổ bánh mì đúng không? Vậy bây giờ chúng ta sẽ xem thử là cách tính như thế nào để chúng ta tính ra cái số bánh mì ở đây hợp lý. Vậy ở đây để tính được thì người ta sẽ có cách tính như sau. Các em lấy 5 này. Mỗi cái này là có 5 cái bánh mì đúng không? Các em nhân 3 lên này. 5 nhân với 3. Sau đó có hai dãy thì các em nhân với 2. Như vậy 5 nhân với 3 rồi nhân với 2. Các em sẽ tính kết quả của cái biểu thức đầu tiên này trước, trong ngoặc này trước này. 5 nhân với 3 bằng 15. Lấy 15 nhân tiếp về 2 thì bằng 30. Như vậy cái biểu thức số 1 này, biểu thức đầu tiên này chúng ta được kết quả 30. Vậy bây giờ các em sẽ cho ngoặc vào hai cái số đứng sau. Hai thừa số đứng sau. Vậy các em lấy 3 nhân 2 bằng 6, sau đó lấy 5 nhân 6 cũng bằng 30. Như vậy, cái biểu thức này bằng 30, biểu thức này cũng bằng 30 thì các em sẽ điền cho cô là dấu bằng. Đấy. Thêm một ví dụ nữa nhé. 12 nhân với 2 rồi nhân 4. Các em đặt ngoặc vào hai thừa số đầu tiên. Ta có 12 nhân 2 bằng 24. 24 nhân với 4 thì bằng 96. Thế bây giờ các em nhóm hai thừa số sau. Chúng ta không nhóm hai thừa số đầu nữa mà các em đi nhóm hai thừa số sau. Các em lấy 2 nhân 4 bằng 8, rồi lấy 12 nhân 8 cũng bằng 96. Như vậy là kết quả của hai biểu thức này cũng bằng nhau. Vậy khi nhân một tích này, một tích hai thừa số với cái thừa số thứ ba thì các em có thể lấy gì? Lấy số thứ nhất các em nhân với tích của số thứ hai và số thứ ba. Đấy. Các em có cái biểu thức, các em chú ý cái phần biểu thức người ta tổng quát cho các em phía dưới. A nhân B nhân C. Các em có thể nhóm A nhân với B, sau đó đi nhân với C. Hoặc các em có thể nhóm B nhân với C. Được kết quả bao nhiêu các em nhân với A. Và cái tính chất này người ta gọi là tính chất gì? Tính chất kết hợp của phép nhân. Bây giờ cô và các bạn chuyển sang một số bài tập nhé. Ta có biểu thức 2 nhân với 9 nhân với 5. Thì ở đây chúng ta sẽ áp dụng vừa tính chất giao hoán vừa tính chất kết hợp để chúng ta làm. Các em có 2 nhân 9 nhân 5 thì các em sẽ nhóm 2 nhân với 5. Hai cái thừa số này các em nhóm với nhau để thành 10 này. Rồi lấy 10 nhân với 9 thì bằng 90. Thế bây giờ chúng ta có ý A là 5 nhân với 3 nhân 4. Thì các em sẽ nhóm hai thừa số là 5 nhân với 4 với nhau. 5 nhân 4 thì bằng 20. Sau đó lấy 20 nhân với 3 thì kết quả là bằng 60. Tiếp tục ý B.
Ý bây ở đây ta có 6 nhân với 5 nhân với 7. Kem nhóm hai thừa số với nhau, 6 nhân 5 bằng 30. Khi mà chúng ta nhóm thì chúng ta sẽ nhóm như thế nào để xuất hiện số tròn chục hoặc là tròn trăm hoặc tròn nghìn để chúng ta tính cho nó dễ. Vậy ở đây ta có 5 nhân 6 30, sau đó lấy 30 nhân tiếp với 7 thì bằng 210. Sang ý C, 20 nhân với 9 nhân 5 thì các em dạy nhóm hai thừa số lấy 20 nhân với 5. Sau đó được kết quả bao nhiêu nhân tiếp với 9? Vậy ta có 20 nhân 5 thì bằng 100. 100 nhân với 9 thì bằng 900. Tiếp tục chuyển sang ý D thì các em nhìn vào ý D này. Các em dạy nhóm hai thừa số nào với nhau ở đây để thành số tròn chục hoặc số tròn trăm? À, chúng ta sẽ nhóm 2 với 50. Có đúng không? Như vậy các em lấy 2 nhân với 50 nhóm với nhau cho vào trong ngoặc. Sau đó còn thừa số 7 các em đẩy ra sau. Như vậy lấy 2 nhân 50 thì bằng 100. 100 nhân với 7 chúng ta được kết quả là bằng 700. Câu chuyển tiếp sang bài tập số 2. Những bạn nào chưa xong bài tập số 1, các em hãy dừng lại tiếp tục làm xong bài tập số 1 nhé. Thay, các em sẽ điền vào cái phần chấm chấm này các số hoặc chữ thích hợp. Thì các em sẽ áp dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép nhân để chúng ta làm. Ta có m nhân với n thì bằng n nhân m. Đổi chỗ, các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi. A nhân với 1 thì bằng 1 nhân với A. Và tất cả các số khi nhân với 1 thì đều bằng chính nó. Như vậy ở đây là sẽ bằng A. A nhân với 0 thì bằng 0 nhân với A và bằng 0. Bởi vì tất cả các số khi nhân 0 thì đều bằng 0. Chuyển tiếp sang bài tập số 2. Nhân 1 tổng với một số. Kem nhân một số. À, nhân một tổng với một số và nhân một số với một tổng. Tính số hộp sữa trên hai kệ. Trên hai kệ. Như vậy ở đây cái kệ thứ nhất này, các em thấy 2, 4, 6 này, 8, 10 này. Cứ mỗi dãy này là có 10 hộp sữa. Đúng không? Vậy thì hai dãy thì chúng ta sẽ có là 20 hộp sữa. Hoặc là chúng ta sẽ có cái cách tính như sau. Quay lại này một chút nhá. Cô lấy 6 cộng với 4 này. Cứ một dãy này, lẽ ra trên một nếu mà nó trên một cùng một slide thì các em sẽ thấy nó dễ hơn. Có 6 hộp sữa màu xanh và có 4 hộp sữa màu đỏ. Như vậy cô sẽ lấy 6 cô cộng với 4 để ra được số sữa hộp sữa trên một dãy. Sau đó ở đây có hai dãy thì cô nhân 2 lên. Đây. Cách 1 là cô lấy 6 hộp màu xanh cộng với 4 hộp màu đỏ này. Cái này là cô trong ngoặc, tức là cô sẽ tính được số hộp sữa trên một dãy. Đây có hai dãy, cô nhân 2. Như vậy, lấy 6 cộng 4 bằng 10. 10 nhân 2 bằng 20. Hoặc cách thứ hai, cô tính số hộp sữa xanh cô cộng với số hộp sữa đỏ. Phía trên là có 6 hộp sữa xanh, dưới cũng có 6 hộp sữa xanh. Như vậy, lấy 6 nhân 2. Trên có 4 hộp sữa đỏ, dưới cũng có 4 hộp sữa đỏ, như vậy lấy 4 nhân 2. Như vậy thì cô sẽ có hai phép nhân thì chúng ta sẽ thực hiện nhân trước cộng sau. 6 nhân 2 12, 4 nhân 2 bằng 8, kem lấy 12 cộng 8 thì bằng 20, có phải không? Như vậy là ở đây kem tính ra là cái biểu thức kem tính theo cách thứ nhất hay là kem tính theo cách thứ hai thì kết quả đều bằng nhau và cùng bằng 20. Vậy có phải là 6 cộng với 4 trong ngoặc nhân với 2 thì này, các em sẽ lấy này. Khi mà chúng ta có gì? Nhân một tổng, đây là một tổng này với một số này thì các em có thể lấy lần lượt từng số hạng trong tổng này. Các em nhân với cái số đó rồi các em cộng kết quả với nhau. Vậy các em sẽ lấy nhá. Lấy 6 này, các em nhân 2 này. Rồi, lấy lần lượt từng cái số phía bên trong này, số hạng trong này, kem nhân với cái số phía ngoài, 6 nhân với 2 này, cộng với này, 4 nhân với 2, được không? Vậy ta có A nhân với mở ngoặc B cộng với C.
Khi nhân một số với một tổng, kem có thể lấy số đó nhân với lần lượt từng cái số hạng phía bên trong rồi kem cộng kết quả. Như vậy ở đây chúng ta lấy A nhân với B. B dấu cộng sang cộng với A nhân với C. Đã nhìn ra chưa? A nhân B cộng với A nhân C. Đấy. Dưới đây là biểu thức thể hiện cách tính số bánh của mỗi hình. Chọn hình ảnh phù hợp với các cái biểu thức. Biểu thức thứ nhất là chúng ta lấy 8 nhân với 3 cộng với 2 nhân 3. Cái biểu thức nào mà 8 nhân 3 cộng 2 nhân 3? À, đây. Đây các em nhìn nhé. Có 8 cái bánh màu hồng và nó xuất hiện 3 lần. Như vậy cô có 8 nhân 3. Đây là có 2 cái bánh màu xanh và cũng xuất hiện 3 lần. Như vậy 2 nhân với 3 cộng kết quả lại. Như vậy đây cô sẽ nối đến đây. Đúng không? Rồi. Tiếp theo 7 nhân với 4. 7 nhân 4 cộng 3 nhân 4. Đây các em nhìn thấy này, 7 cái bánh. Nó xuất hiện 1 2 3 4 lần. Như vậy cô lấy 7 nhân 4. Được không? Cộng với phần số bánh màu xanh đây có 3 cái. Xuất hiện 4 lần, như vậy 3 x 4. Vậy thì chúng ta sẽ nối đến đây. Còn lại thì chúng ta sẽ nối cái biểu thức C với cái hình ảnh bánh còn lại. Mỗi dãy như thế này, các em nhìn thấy có 12 cái bánh màu hồng. Ở đây có 2 dãy, như vậy lấy 12 x 2. Cái bánh màu tím này có 4 cái, xuất hiện 2 lần, như vậy lấy 4 x 2. Màu xanh cũng xuất hiện 2 lần. Đây, 4 cái và xuất hiện 2 lần. Cộng 4 nhân 2 chính xác rồi. Như vậy chúng ta nối đến đây. Được chưa nào? Cô chuyển tiếp sang phần tiếp theo như sau. Tính giá trị mỗi biểu thức ở câu B theo mẫu. Mẫu ở đây này, 8 nhân với 3 cộng 2 nhân 3. Các em thấy cùng nhân với 3, cô đặt nhân 3 ra ngoài. Xuất hiện thừa số chung là số 3, cô đặt ra ngoài. Trong ngoặc cô lấy 8 cộng với 2. Còn cái số chung thì chúng ta đặt ra ngoài nhé. Vậy lấy 8 cộng 2 bằng 10. Sau đó lấy 10 nhân 3 bằng 30. Chúng ta tính trong ngoặc trước. Đấy. Vậy ý A này thì người ta đã làm rồi. Các em không cần phải làm ý A nữa. Người ta đã làm mẫu cho các bạn đây rồi này. Bây giờ cô chuyển sang ý B. 7 nhân 4 cộng 3 nhân 4. Cái thừa số chung này cùng là nhân với 4. Cùng nhân với 4 cô đặt nhân 4 ra ngoài. Vậy trong ngoặc còn 7 cộng với 3. Được không? Cùng nhân 4 thì đặt ra 4 ra ngoài, đặt cái chung nhân 4 ra ngoài. Trong ngoặc thì chúng ta có 7 cộng 3. Các em thực hiện trong ngoặc trước, 7 cộng 3 bằng 10. Lấy 10 nhân 4 thì bằng 40. Như vậy biểu thức B này thì bằng 40. Sang biểu thức C. 12 nhân 2 cộng 4 nhân 2 cộng 4 nhân 2. Ở đây các em thấy thừa số nào chung ở đây? Cùng nhân với 2 đúng không nào? Đây này, nhân 2 này, nhân 2 này, nhân 2 này. Như vậy cái chung này thì các em sẽ đặt ra ngoài cho cô. Nhân 2 các em đặt ra ngoài. Vậy trong ngoặc còn cái gì? 12 cộng 4, chúng ta đặt nhân 2 ra ngoài nhé. Cái gì chung đặt ra ngoài. Như vậy còn lại sẽ là 12 cộng 4 cộng 4, các em cho vào trong ngoặc. 12 cộng 4 bằng 16, 16 cộng thêm 4 nữa bằng 20. Vậy chúng ta lấy 20 nhân với 2 thì kết quả bằng 40. Cô chuyển tiếp sang phần tiếp theo. Cô có bài tiếp theo như sau. Đội văn nghệ của trường gồm 5 nhóm. Mỗi nhóm đều có 6 bạn nữ và 4 bạn nam. Hỏi đội văn nghệ của trường có bao nhiêu bạn? Như vậy, muốn biết là đội văn nghệ của trường có bao nhiêu bạn thì các em sẽ tìm cho cô là số bạn trong mỗi nhóm. Mỗi nhóm có 6 bạn nữ và 4 bạn nam. Như vậy chúng ta sẽ lấy 6 cộng với 4 thì bằng 10 bạn. Một nhóm này thì có 10 bạn. Mà đội văn nghệ của trường có 5 nhóm. Như vậy chúng ta sẽ tìm đội văn nghệ của trường có số bạn là lấy 10 nhân với 5 thì bằng 50 bạn. Và đáp số là đội văn nghệ sẽ có là 50 bạn. Chuyển tiếp sang bài tiếp theo như sau.
An mua 3 phần quà cho lớp. Mỗi phần quà gồm một quyển truyện, một tờ miếng dán hình và một hộp bút chì màu. Giá tiền như ở dưới đây. Cứ một quyển truyện có giá 17.000 đồng. Một miếng dán có giá 4.000 đồng và một hộp bút chì thì có giá 12.000 đồng. An đưa cô bán hàng một tờ 100.000 đồng, hỏi cô bán hàng trả lại cho An bao nhiêu đồng, bao nhiêu tiền đấy. Như vậy, Kem phải tính cho cô tổng số tiền mà An mua một quyển truyện, một tờ miếng dán và hộp bút chì màu là hết bao nhiêu tiền, bằng cách lấy 17.000 cộng 4.000 cộng 12.000. Xem thử tổng số tiền An mua là hết bao nhiêu. Sau đó, Kem sẽ lấy tổng số tiền là 100.000. Kem trừ đi số tiền mà An phải trả thì sẽ ra được số tiền cô bán hàng trả lại cho bạn bạn An. Như vậy này, tổng số tiền mua một quyển truyện, một miếng dán và một hộp bút là 17.000 cộng 4.000 cộng 12.000. 17 cộng 4 bằng 21, 21 cộng với 12 bằng 33.000 đồng. Như vậy mua 3 đồ vật này hết 33.000 đồng. Bạn An đưa cho cô 100.000 đồng. Như vậy cô bán hàng sẽ trả lại bằng cách lấy 100.000 đồng trừ đi 33.000 đồng. Vậy cô bán hàng sẽ trả lại cho bạn An 67.000 đồng. Đáp số là 67.000 đồng. Trên đây cô và các bạn đã vừa đi xong được các bài tập bài 14 trong quyển sách giáo khoa toán lớp 4, bộ sách Chân trời sáng tạo. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, kem học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, kem học sinh ở các bài học tiếp theo.